Hôm nay Kha Vương xin giới thiệu đến anh chị em một sản phẩm là đá làm cảnh. Cái sản phẩm này thì nó là hoàn toàn thiên nhiên á, 100% nó chứ không phải là không đâu. Nhưng bởi vì mình Kha Vương không có kiểm định nó mà nó thẳng cái dòng này thì nó cũng rẻ bèo thôi anh chị em mình à. Cái sản phẩm này thì nó xuất xứ từ Myanmar, nói chính xác là nguồn gốc Miến Điện đó. Nhưng khi Kha Vương nói nó xuất xứ từ Myanmar, Miến Điện thì anh chị em sẽ thắc mắc, ủa sao mày nói nó xuất xứ từ Myanmar mà tại sao nó lại có những cái dòng chữ Tàu hay là chữ Nhật trên đây, hay là chữ Hàn trên đây. Cái chữ này không biết có chữ Trung hay là chữ Nhật hay là chữ Hàn, Kha Vương biết. Thì Kha Vương khẳng định với anh chị em rằng đây là miếng đá xuất xứ từ Myanmar và được người ta lấy về và người ta chế tác thành cái sản phẩm mình trưng phong thủy trong nhà, trưng cảnh trong nhà. Thì cái vết này nè, cái vết ở trong này nè là cái vết sáng trái sằng, còn vết ở ngoài nè có nghĩa là người ta dựa vào cái vấn đề mà kiểu như là cái đá nó bám vào với nhau á đó. Thì cái vùng này thì đúng ra là cái vùng đá này thì nó không đẹp, nếu về chất đá thì nó không tốt bằng cái thằng này, nhưng người ta dựa vào cái vết đá này và người ta mài dũa vô, để ví dụ chỗ này nó người ta mài khuyết vô đây, người ta mài khuyết vô đây. Để khi người ta mài khuyết vô đây thì cái lớp đá này nó sẽ bay đi và nó còn cái lớp trắng này, thì nó sẽ tạo ra thành một cái cây cổ thụ. Thì đó là một cái nghệ thuật trong vấn đề tạo tác của các nghệ nhân làm đá mà người ta ra một cái sản phẩm. Cái sản phẩm này tổng trọng lượng cả đế là 5,5 kg, nó cao là 27 cm và dài là 24 cm, rất là đẹp. Nếu mà tính ra đó với giá chỉ có 250.000 đồng một kg, 250.000 đồng một kg thì cục này tương đồng với 1.375.000. Nó rất là rẻ. Với 1.375.000 thì có thể khi anh em nghe tới tiền triệu thì anh em cảm thấy nó cao, nhưng không, bởi vì nó tới trọng lượng của nó 5 kg, nó tuy là 1.375.000 nhưng nó tới 5,5 kg, thì tính ra 1 kg của nó chỉ có 250.000 đồng, thì 4 kg là 1 triệu, còn 1,5 kg kia thì 375.000 nữa là 1.375.000 và cộng tiền cước đó. Cái sản phẩm này rất là đẹp, đây này, cái văn đá này Kha Vương quay đó là cho anh chị em mình xem. Và ở quen Kha Vương cũng xin nói rõ là điều đặc biệt ở đây là Kha Vương có nhận order hàng từ Nhật, từ Trung Quốc, từ Campuchia, từ Lào, từ Thái Lan về Việt Nam cho anh chị em. Và Kha Vương có dẫn người đi Campuchia, đi Thái Lan để tìm kiếm nguồn hàng, có nghĩa là cầm tay chỉ việc á. Thì anh chị em nói chung là bây giờ do hai năm nay rồi Kha Vương không có đi Cam với đi Thái được nữa, bởi vì do cái tình hình dịch bệnh 2 năm nay Kha Vương rất muốn đi Thái một lần nữa. Bởi vì bên Thái Lan á nó có những cái chợ đá mà anh chị em kinh doanh đá rất là mê. Khi mình qua đất nước Thái Lan, mình qua cái vùng chợ đó, thật sự mà nói là chỉ có mê thôi. Mình qua đó thì nó chi phí nó hơi cao. Kha Vương dẫn người đi, Kha Vương nhận kèo dẫn người đi. Và Kha Vương cũng nói rõ luôn, một lần Kha Vương dẫn người đi cái kèo của nó là 30 triệu, có nghĩa là bao cả vé máy bay, ăn uống khách sạn đầy đủ hết. Còn cái chuyện anh chị em tiêu luôn thì không nói, là để dẫn tới nơi anh chị em xem đá như ruby, sapphire này nọ, cái khác và các loại đá khác anh chị em có thể giao dịch. Và Kha Vương chỉ cho anh chị em ngồi vào bàn để mua đá luôn, chứ không phải là dẫn đi không. Còn cái chuyện có người Việt Nam mà làm sao để ngồi vào bàn mua đá được, đó là cả một nghệ thuật, có nghĩa là cái sự giao tiếp của Kha Vương với những người bên Thái, có những người bên chợ Thái, và Kha Vương quen mình một người có cờ bự quyền đó, ví dụ vậy. Thì vấn đề đó anh chị em yên tâm, mà đó là chuyện ngoài lề. Cái đó có thể là với 30 triệu một lần đi thì chỉ với những người anh em kinh doanh thật thụ, người ta cầm thêm 200-300 triệu, 500 triệu đó. Người ta mua vài lô đá ruby, sapphire rồi, canxit đồ này nọ khác, citric đồ này nọ khác, thì tất nhiên là với cái số tiền 30 triệu đó không là gì hết. Mà người ta được Kha Vương cầm tay chỉ việc một lần hay lần sau người ta từ đây thì nó khác nữa. Thì vấn đề đó không quan trọng, với nhiều anh chị em thì có thể nó quan trọng, nhưng Kha Vương thấy nó bình thường. Chẳng qua đó là chi phí để đi lại thôi. Thì Kha Vương xin nói lại, cái dòng sản phẩm này là nặng 5,5 kg, cao 27 cm, dài 24 cm, và giá của nó là 1.375.000 đồng. Cái sản phẩm này nếu anh chị em nào tin tưởng chuyển khoản đủ tiền, Kha Vương sẵn sàng bảo ship. Kha Vương cảm ơn. Và Kha Vương mong rằng anh chị em hãy đăng ký kênh Đồ Xưa Đồ Cổ Kha Vương để theo dõi nhiều sản phẩm đẹp độc lạ hơn. Bởi vì trong nhà Kha Vương có rất là nhiều sản phẩm cái mùa dịch bệnh này.
cái quầy nó bề bộn lắm rồi. Nhà Kha Vương có rất là nhiều sản phẩm và Kha Vương sẽ đăng từng cái một, đăng biết cho nó giờ hết nữa. Kha Vương nói thiệt, Kha Vương cảm ơn nhiều.